tai, quả rất điêu luyện, nhưng có gì đó ở đây. Một con rắn đã cắn vào mũi anh ta, khả năng con rắn tưởng cái mũi là châu ếch chăng? Có người cho rằng video này dàn dựng, nhưng hãy xem, khi cậu thanh niên kia giặt con rắn ra, lực giặt không hề nhẹ, thậm chí khi vứt con rắn ra, nó còn bơi dưới nước, nên chắc nó là thật. Thành 14. Cá mập. Khi đàn cá mập bơi đến thuyền của bạn, quy tắc đầu tiên, đừng bao giờ coi chúng là thú cưng. Xích chút nữa người đàn ông này trở thành miếng mồi ngon cho cá mập, chỉ vì coi chúng là thú cưng. 3. Đại dương xanh. Vâng, đây không phải câu cá, mà là hai người đàn ông đang lặn ngoài biển khơi, miền trung California. Nhưng có gì đó không ổn trong nước. Chỉ xém một chút nữa thôi là họ trở thành bữa trưa ngon miệng cho những chú cá voi lưng gù. Hai, đây không phải là thú cưng. Chỉ vì cho cá mập ăn, người phụ nữ này bị thương ở tay. May mắn là cô ấy chỉ bị một vết cắn nhẹ trên ngón tay. Và dường như cô ấy đã học được bài học, cá mập không phải là thú cưng. Nhân tiện trong video này, tôi muốn chỉ ra một người đàn ông. Không biết anh ta quá điềm tĩnh hay vô cảm, nhưng thật tệ hại khi thấy ai đó bị thương mà mình chỉ ngồi nhìn. Thậm chí ly rượu của anh ta còn không bị rơi một giọt trong tình huống cấp bách này. 1. Không chỉ ở trong phim. Anaconda là trăng Nam Mỹ, thường không tấn công con người, trừ khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Nhưng đôi khi, mối đe dọa không phải là cố ý. Ngư dân này chỉ chèo thuyền dọc con sông. Sau đó họ lại phát hiện một con trăn anaconda khổng lồ đang ẩn nấp trong bụi rậm. Có vẻ như con trăn giận dữ và quyết định ra gặp họ nói chuyện. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy like và share nếu bạn thấy hay nhé. Hẹn gặp lại bạn.